chiều nghe lao xa tiếng lá non gọi gió. Tôi đứng giữa ngàn xanh mà xanh trong rừng. Từ làng quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh. Rừng ơi có nghe nhịp rung niềm vui hát theo từng bước trồi non, ngọt ngào hương hoa bay, tia nắng vừa cành lá. Ôi bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày người đi. Vì vút đây hàng thông kìa lao sao những bạch đàn, từng hàng cây thân thương bao tháng năm đã cùng tôi. Trải bao gió sương buồn vui rừng ơi, rừng chiều nay mênh mông. Ngân vang trong lòng mỗi ô là mỗi con. Nó quýnh nhau hả anh?
Không, cái này là tí. Mưa này, cô chú này sợ nước mưa lắm. Chú mà. Lạc đà một bú. Con nào cũng sợ mưa. Chỉ có con người mới sợ mưa. Và tiếp theo bên tay trái ta là vườn chim công. Mưa đi bộ ra không có trời mưa, mình đi bộ mình xem nhiều cái chim, 70 loài chim trong khu vực đó đấy. 70 đây đầu này sẽ vào khu vực Sauri, khu vực Hà Lan. Tí nữa anh chị có về mình sẽ đi bộ phải mua cái xe vô tôi rẻ hoài nghe còn rồi đây là điểm chim của đoàn ta lên chim ít. Tại vì cái hộp có mấy hộp tiền nó mà đuổi cái
Bà con đầu đàn này có nhiệm vụ là bảo vệ lãnh thổ của mình. Những con cái tiếp theo thì sẽ có nhiệm vụ săn mồi, vì thân và tuyệt chuyện. Chúng ta hãy cùng tham quan gia đình sư tử thứ hai, gia đình Rio. Bên phía tay trái của quý du khách đây ạ. Có hai bạn, một cái đang muốn đi qua đường. Gặp bạn sư tử được thì phải. Ồ, chưa đi được quá trời luôn rồi. Bên đó sống vào về ban đêm nên ban ngày chúng ngủ à. Và đây là cây hương à, gọi là trộn hương à.
Đâu vậy? Mà phía bên tay phải đó là loài khỉ đuôi lợn à. Và phía trên cây à có khỉ đang ngậm con rồi. Đâu rồi chứ. Đang quay lại đó thấy không? Đâu. Đó có khỉ ấm con đó. Còn thấy không đó? À, đó. Có khỉ con đó mà. Và đây là bóng cây Kenny à, bóng cây tâm linh à. Cây Kenny à. Đây bên tay phải chúng ta. Cơ niên Măng thị hội hát bên này. Bây giờ anh đã lo lắm rồi, nếu như anh xe mới quay quay nhiều đường quay là bây giờ phải đứng xe thêm một chuyến. Bây giờ là mấy người đợi đi, tại vì nãy anh tài xế không mấy ai trong điều, anh đi luôn. Còn anh lo bên đây anh không kêu kêu. Con này trong rừng là bay từ trên xuống. Bay này qua nó dặn. Đây là chú vượn má bà. Có tiếng kêu rất là xa. Đẹp ghê à. 650. Một người. Nhìn cứ như là giờ đây 650. 500 là theo đoàn. Đây con thấy để 850, 800.